Tôi nhắc luôn đây. Giữ. Nào, nhanh lên, sao hết giờ rồi? Tóc dài, mẹ. Không làm được. Không chơi nữa. Tôi không chơi cái game này nữa. Không, anh không chơi nữa. Cọc quá, người chơi cọc rồi. Con giữ cha, gà giữ ổ. Cái câu bây giờ quá. Hai bạn có quyền được chọn một trong hai cái tập đáp án này. Chắc đại đi chứ em biết cái gì đâu. Bên tay anh đi cho nó hơn. Này, tay này nhá. Rồi, hai người đã thống nhất được với nhau chưa? Ai sẽ là người dùng hình thể để diễn tả ra câu thành ngữ và tục ngữ? Ai sẽ là người đọc đáp án? Anh Phúc là người lớn, cho nên anh Phúc có nhiều kinh nghiệm. Anh Phúc sẽ là sử dụng trí não của mình. Em là có sức, em làm, em quạt cho anh Phúc đoán thôi. Chúng ta sẽ có 30 giây để có thể vừa diễn đạt và vừa trả lời. Câu 1. Mấy chữ? Chị trả em nâng. Không. Từ này sao diễn tả? Đấy, như thế này thì là người ta gọi là trước sau. Ê, đúng rồi. Nào, trước sau như một. Không. Kẻ trước người sao? Không, nào, đến từ thứ hai này. Cao thấp. Nào. Trên. Đỉnh. Đầu. Này, đúng rồi mà. 3 2 1 Hết giờ. Trước cau sau chuối. Sao diễn tả? Khó quá. Nào, câu thứ hai. 6 từ. Nào. Khó quá à. À rồi, nào. Cái từ đầu tiên là cái gì nào? Nào. Ăn cơm trước kẻ hả? Không phải khóc. Không phải khóc. Nào. Cái này là hình ảnh của cái gì? Dạy con từ thuở còn thơ hả? Ồ, ở trong ấy có một từ đúng đấy. Con. Ồ, chính xác. Nào. Con dạy cái mang. Không phải. Sáu từ lận. Từ thứ hai là gì? Hả? Nào, hành. Ừ, gần giống với từ trông đấy. Thì người ta gọi là gì? Giữ. Đúng rồi, nào. Đẩy. Không. Có người nhắc luôn đây. Con giữ. Nào, nhanh lên, sao hết giờ rồi? Tóc dài, mẹ. Không làm được. Chơi nữa. Tôi không chơi cái game này nữa. Không, anh không chơi nữa. Cọc quá, người chơi cọc rồi. Con giữ cha, gà giữ ổ. Cái câu bây giờ quá. Mình có quyền một lần được đổi. Thử không? Thử đổi đi, đổi đi. Sao khó như vậy? Đổi. Khó lắm anh. Mấy câu này khó quá. Nếu câu không thì Quốc Khánh sẽ điên mất. Cho anh một câu dễ được không? Bộ câu hỏi này cũng không biết mà. Nào đây, ba này. Cái chữ này anh làm kiểu được đúng không? Cái chữ này nha, nó sẽ dán như vậy nè. Hiểu không? Cái chữ năm. Không phải chữ này, chữ gì? Không. Không được nói. Chữ B, chữ L. À, đúng rồi. L. L chào. Ờ, nào, L chào. L chào cao mâm cổ. Yeah. Quá hay rồi. Nào. Chữ đầu tiên. Không được nói nha. Chữ tâm đầu tiên là chữ gì này? Yeah. Đúng rồi. Ai gì ta? Ai bơi? Cá. Ao cá. Ờ à, đúng rồi. Nào. Ao gì? Wow. Khi, khi mà ngã xuống ao mà cảm thấy như thế này thì là ao. Ao sâu. Rồi, hay quá. Ao sâu cá lặn. Con gì đây? Con gì đấy? Cá. Ờ đúng rồi. Ao sâu cá lặn. Không phải ao sâu cá lặn. Ao sâu cái gì cá? À sâu loại cá. Không phải ao sâu cái gì cá? Giỏi, tốt. Ao sâu tốt cá. Đi ra tuyệt vời. Quá hay. Tôi thấy là Quá hay. Like hay là tốt cũng là được mà, cái này là tốt rồi. Ủa sao chơi mệt game này mất thể lực quá ta? Chơi mệt quá. Ghê luôn á. Câu số 5. 4 chữ. Nào. Ăn. Rồi, xong. Ăn dữ dội vậy? Ăn mày. Không ăn mày. Nào. Ăn mặc. Cái từ thứ 3 này. Rồi.
ăn trắng mặt trơn hả? Không, không phải. Ăn mặt đúng không? Ờ. Nào tìm ra chữ thứ hai và chữ thứ tư thôi. Ăn ngon mặt này không phải, ăn rồi. Trắng mặt trơn không phải. Rồi, mà là như này. Là nó gì? Không hỏng, nó không hỏng thì là gì? Nào. Ăn trắng mặt trơn. Yeah. Chính xác. Rồi. Nào, câu số 6. Mấy chữ? Trời ơi, dài quá. Chạy. Rồi. Chạy trời không khỏi nắng. Không phải, tên đúng rồi. Chạy trời không khỏi nắng. Chính xác. Rồi. Nào, cứ bình tĩnh, bình tĩnh này. Mình tỉnh lại đi mọi câu người. Câu số 7 này. 4 chữ. Rồi. Đấu. Không, không phải, phải đấu mà là gì? Trước cái từ đấu thì người ta hay gọi là cái gì? Trận. Không phải. Chiến. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 4 chữ chiến. Chữ thứ hai là chiến gì? Chiến đấu. Chiến thắng hả? mệt rồi. Ngồi xuống diễn tả cũng được. Ngồi xuống diễn tả đi. Mệt quá. Quá đã cũng được. Quá tiếc. Bách chiến bách thắng. Trời ơi. Trời ơi, cái từ bách sao mà biết. Ồ, có 4 chữ thôi. Môi. Miệng. Không. Rồi. Miệng ăn. Nhà. Không phải nhà. Cái này là máy ấm gia đình. Cái này là máy ấm gia đình. Cái này là máy ấm gia đình. Không phải máy ấm gia đình. Miệng làm hàm nhai. Miệng leo. Miệng leo. Miệng leo. Không phải. Nào, nào, bây giờ mình miệng lô chữ nào. Chữ nào là miệng núi. Miệng ăn gì nào? Miệng ăn lỡ núi. Không. Ê, ngược lại nào. Lỡ núi miệng ăn. Không phải. Miệng ăn núi lỡ. Yeah. Chính xác, miệng ăn núi lỡ. Tội nghiệp. Tội nghiệp. Trời ơi, Đi cứu thôi. Cho tôi bình nước biển. Vâng, phải nói là hôm nay anh Hồng Phúc rất là tuyệt vời. Cho tôi bình nước biển. Rồi, cố gắng lên. Câu số 9 này, câu số 9, xin mời. 4 chữ. Ô, câu này quá hay luôn. Số 1 là ai tốt? Cái từ thứ nhất là cái gì? Là gì? Số thứ nhất là số nhất luôn. Nhất. Rồi. Nhất Phượng. Nhất Vân. Nhất vợ. Nhất vợ nhì trời. À, chính xác. Trời chỉ thẳng vào vợ thôi còn gì. Mệt quá. Rồi, câu cuối. Đấy á, có vợ đi chơi tiện mà chỉ vào vợ là biết luôn là nhất. Ê, vợ nhì trời luôn. Có bà vợ đây là không biết chỉ sao chơi đến câu này luôn. Không biết làm sao để nói là vợ luôn á. Ủa, có đậu cụ nữa hả? Cái gì, làm gì anh làm gì nữa. Có tiểu phẩm nữa. Có tiểu phẩm. Ăn. Nào, cái món gì nhỉ? Cái món gì hả? Trời ơi, chỉ sáng tạo. Không, chả giò. Sáng tạo á. Chỉ nữa. Em không chả mượn. Cái món gì mà nó hay lòng thòng quá. Eo. Lòng. Trời ơi. Rau nào sâu nấy. Đây là món rau. Rau hả? Ông chỉ tôi chi. Rau là được rồi. Là đây, lấy rau. Đây là món rau. Món rau lòng thòng. Người ta mang. Hay rồi. Rồi. Quá tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Tôi nghe bắt vui quá.